vượt hàng trăm cây số từ tỉnh Sơn La. Hôm nay, bà Phạm Thị Loan, xã Gia Phù, huyện Phù Yên được về khu danh thắng Yên Tử để tham dự đại lễ tưởng niệm 711 năm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Lần này đến Yên Tử, bà cảm thấy hoan hỉ vì cảnh sắc và vùng đất tâm linh này. Niềm vui xen lẫn tự hào khi là người con đất Việt ở vùng Tây Bắc xa xôi được thắp nén tâm nhang thành kính đối với Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi mà được nhận được tin là coi như là để kỷ niệm đến ngày đại lễ của vua Trần Nhân Tông, kỷ niệm là 711 năm, thì nói chung là các cô thấy rất hân hoan và phấn khởi. Từ Sơn La xuống thì các cô đi thì cảm thấy là người thấy rất là khỏe mạnh, cảm thấy là rất là vinh dự đã được về đến đây để ngày cái kỷ niệm của ngài. Nói chung ra là bây giờ thì mình phải hết mình để dạy dỗ con cháu và học theo bước chân của ngài, để coi như làm sao để khắc phục được những cái khó khăn trong gia đình và để vươn lên để cho đất nước một ngày một mạnh giàu hơn. Cùng chung niềm vui như bà Loan, những vị Phật tử này đã có mặt từ nhiều ngày nay để tham gia các công việc Phật sự cho đại lễ tưởng niệm. Bởi đây là sự kiện trọng đại, là ngày hội của Phật tử cả nước, khẳng định phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Là người con Phật, đến những cái ngày giỗ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì chúng tôi cũng rất là hân hoan, phấn khởi và cũng có những cái sự chuẩn bị từ trước. Chúng tôi mà tập luyện rồi thì đi học pháp rồi, nhưng mà tất cả các thứ thì chúng tôi cũng nguyện là noi theo cái gương của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và để phát huy những cái tốt đẹp của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước đó, chiều 25 tháng 11, hàng nghìn Phật tử cả nước đã có buổi hành trình tâm linh con về bên Phật Hoàng, xuất phát từ cung Trúc Lâm, leo núi lên chùa Hoa Yên. Tại đây, các Phật tử đã được nghe thuyết pháp về cuộc đời sự nghiệp của Phật Hoàng và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm. Đúng 23:30, hàng nghìn Phật tử cùng các chư tăng làm lễ truyền đăng nhỡ pháp Phật Hoàng. Đây là một nghi lễ tâm linh tưởng nhớ thời khắc Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh hùng, người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh tan đế quốc Nguyên Mông 1258 và 1288, đưa lại độc lập hòa bình cho xứ sở. Sau khi hoàn thành trách nhiệm vẻ vang với dân tộc, năm 1299, ngài đã về Yên Tử xuất gia tu Phật, thống nhất ba thiền phái Phật giáo Việt Nam, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nền Phật giáo thống nhất của người Việt với tư tưởng hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, xây dựng một nền Phật giáo nhập thế yêu nước. Tư tưởng đó đã trở thành sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam cho đến tận ngày nay. Lấy cái tinh thần đoàn kết toàn dân, lấy cái tâm Phật đấy để thống nhất tâm của toàn dân, thống nhất tâm của dân tộc ấy, thì được mọi người Việt Nam ngưỡng vọng mãi đấy. Đấy gần như là một cái là chân lý, một cái giá trị bất diệt đấy. Trần Nhân Tông đã lấy cái tinh thần thân dân, tức là gần gũi với dân, hay nói cách khác là cái tư tưởng đức trị, lấy đức ấy để giáo hóa nhân dân, để đoàn kết toàn dân ấy. Điều đấy phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và nó cũng phù hợp với cái đạo lý của cái dân tộc này. Phàm làm cái gì mà là thu phục được nhân tâm con người đấy thì được con người kính phục. Vì vậy tư tưởng lấy đức trị hay là cảm hóa con người bằng tâm Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn mãi mãi được cháu con ngưỡng vọng. Phật giáo Quảng Ninh hay là Phật giáo Việt Nam vẫn trung thành với cái truyền thống ấy, lấy cái đạo đức giáo hóa nhân sinh,
Hay nói cách khác ấy là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy lấy 10 cái điều thiện để xây dựng cái nền đạo đức cho toàn dân. Nếu chúng ta thực hành được 10 điều thiện ấy đấy là nền tảng đạo đức cũng như là nền tảng an lạc của xã hội này. Dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức đạo nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân, phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau.